Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Màu Audio. Ngày hôm nay thì quay trở lại kênh em xong cái lô hàng từ Nhật về Việt Nam. Em sẽ giới thiệu cho các bác một sản phẩm. Đây là một bộ hàng cũ đã qua sử dụng và có mức giá khá là dễ chịu. Đó là bộ Denon N10. Bộ này thì bây giờ giá chỉ có 12 triệu thôi. Em sẽ tặng kèm cho các bác đổi nguồn bao ship. Bộ này thì có cả hộp ở bên ngoài nhưng mà em cũng chưa mở ra. Bây giờ các bác sẽ cùng với em khui hộp luôn để trải nghiệm cái dàn mini này. Đây là một mẫu dàn mini công nghệ Denon N10 với rất nhiều công nghệ hay mà các bác có thể chơi và trải nghiệm cũng như là khai thác của nó. Nếu các bác nào thích công nghệ thì nó sẽ đáp ứng tất cả các cái tính năng cho bác chơi ở phòng nhỏ. Nhưng mà vẫn có thể đảm bảo được về cái chất âm và về những cái kết nối cực kỳ đa dạng cho các bác luôn. Có một điểm duy nhất là gì? Đây là hàng ở bên Nhật Bản, do vậy là cái điện của nó sẽ là điện 100V thôi. Tuy nhiên là em sẽ tặng kèm cho các bác đổi nguồn. Giá ấy, em xin nhắc lại là 12 triệu tặng kèm đổi nguồn, hỗ trợ bao ship toàn quốc và các bác sẽ được miễn phí lắp đặt tại Hà Nội. Không nhá. Nội thành Hà Nội sẽ được miễn phí lắp đặt. Đấy, em sẽ khui các bác xem luôn. Đây này, còn nguyên hộp xốp, nói chung là những ông chủ bên Nhật thì giữ gìn rất là cẩn thận, thậm chí có những bộ dàn gần như chưa sử dụng. Bởi vì người ta một là đất nước họ phát triển, họ bận rộn. Và hai nữa là có những sản phẩm ở siêu thị họ bày, họ chỉ có trưng bày thôi chứ không có vấn đề nhiều về hình thức cả. Đây là cái cặp loa nhé, cặp loa thì em sẽ khui hết từ loa cho tới âm ly và em sẽ giới thiệu cho các bác cái chức năng của bộ dàn mini Denon N11 này. Mặc dù là bộ dàn mini nhưng mà công suất của nó cũng khá tốt nhé, nó có thể đạt được 60W ở một loa và peak power có thể đạt 120W ở một loa, chơi ở phòng khoảng 20m2 thì rất là hay luôn. Đánh cực kỳ hay. Đấy. Và đây là cặp loa, em sẽ khui cho bác luôn cái chiếc âm ly. Âm ly Denon N10 thì sở hữu rất nhiều, nói chung Denon N10 và Denon N11 thì nó gần giống nhau về chức năng, chỉ khác nhau là Denon N11 thì nó có thêm cái radio, còn Denon N10 sẽ không có radio, cơ bản như vậy và không khác nhau quá nhiều. Nhưng ngược lại là các bác sẽ được mua một món hàng giá hợp lý và chất lượng tốt cũng như là có cái chất âm hay. Ở đây thì các bác là hộp xốp của người ta thì sẽ mất cái nắp xốp ở trên rồi nhé. Họ đã để sẵn một cái giấy báo để chống xốp rồi. Còn cái xốp ở trên thì mất cái nắp ở trên rồi. Còn thì có xốp ở dưới thôi. Đó, và phụ kiện của nó đây các bác nhé. Phụ kiện thì sẽ có là gì? Một chiếc remote khiển zin. Một sợi dây nguồn này. Ở đây có anten nghe đài, em nhầm không có DAB, tức là không có anten radio online thôi. Còn nghe đài FM bình thường. Còn sẽ không nghe được đài online. Đây là có hai sợi dây loa này. Và có một cái này là cái gì đây? Cái này là người ta cho thêm một sợi dây mạng LAN. Chứ thực ra thì nó không có cái dây này đâu. Cho thêm sợi này để các bác có thể kết nối mạng cho nó ổn định và chúng ta chơi qua internet. Đây chính là cái sản phẩm và bộ này là bộ màu đen quá, màu đen. Đẹp rất rất đẹp, nhìn ở ngoài rất sang trọng luôn. Đấy, bây giờ thì em sẽ đặt xuống và em sẽ kết nối lên để các bác có thể nhìn cho nó quan sát rõ hơn. Nói chung mức giá này thì em nghĩ là rất hợp lý cho các bác nào đang tìm kiếm một bộ dàn mini công nghệ mà có chất âm hay cũng như công nghệ kết nối nhiều. Bây giờ thì em sẽ để máy quay xuống và kết nối cái loa này lên và hướng dẫn các bác cách sử dụng cái bộ dàn này các bác nhé. Ở đây thì em đã kết nối cái bộ dàn mini Denon N10 các bác nhé. Đây là một bộ dàn mini có rất nhiều công nghệ cho các bác. Điều tiên là chúng ta có thể quan sát thấy là gì. Ở đây thì về thiết kế thì ở trên nó có thiết kế âm ly thì có thiết kế dạng màu kính đen bóng piano như này. Các bác nhìn thấy nó rất sáng luôn đấy. Trong video các bác nhìn thấy nó có thể phản chiếu cái bóng ở trên trần nhà luôn. Với rất nhiều cái nút bấm ở đây. Chúng ta có công nghệ HiOS là công nghệ kết nối app health. Tức là nó có trang bị wifi và để các bác kết nối qua app health này. Có khả năng dùng những nút này là nút cảm ứng hết. Các bác nhìn nhá, sẽ to nhỏ và cảm ứng luôn. Đấy, khi mà chạm vào nó sẽ sáng như này. Còn chạm vào bên này nó cũng sẽ sáng. Đó, nút sáng gì các bác. Nút suộc đầu vào này cũng đều chạm vào, tất cả chạm vào sẽ sáng hết. Ngoài ra thì sẽ có nút điều hướng và enter. Tất cả đều dùng cảm ứng. Đấy. Và có trang bị cả công nghệ Bluetooth này, AirPlay cho các bác có thể chơi được qua các công nghệ stream nhạc như là Spotify, Deezer, Qbert vân vân, rất nhiều công nghệ mà trên app có thể cung cấp. Ngoài ra các bác sẽ có khả năng chơi cả CD nữa. Ở đây các bác nhìn này, tất cả cái đèn ở phía trước này nó sẽ dùng cho khán giả khay đĩa để chơi CD và con đèn ông này đọc đĩa rất là tốt. Các bác yên tâm là như vậy. Và ở mặt trước có trang bị một cái USB và có thể hỗ trợ chơi cả ổ cứng nếu các bác muốn chơi nhạc qua ổ cứng. Cũng rất là tiện, cực kỳ là tiện khi mà nhất là công nghệ chơi qua ổ cứng này thì rất nhiều người chơi này và chơi qua stream nhạc qua AirPlay hoặc là Bluetooth. Ở đó là về phần phía trước. Bây giờ em sẽ quay bác xem phía sau của cái bộ dàn này. Với cái kết nối nhiều như vậy thì bộ dàn này cũng có cực kỳ nhiều những cái ngõ ở phía sau. Các bác nhìn nhé, các bác chờ em một chút. Ở đây thì các bác sẽ có là
Các cái ngõ như là chúng ta có các hai cổng quang để các bác có thể kết nối Smart TV này, một cổng network chúng ta cắm dưới mạng LAN, hoặc là các bác có thể kết nối Wi-Fi tùy các bác lựa chọn, và một cổng subwoofer để tăng cái tải trầm, và cũng như là hai cái đường analog in này để các bác có thể kết nối được ở trên đường AV ở phía bên ngoài, vào một cái cổng FM để các bác nghe đài, và hai cổng loa để các bác có thể đấu nối ra một cặp loa. Và cặp loa này thì cũng có cái công suất như bạn nói ở đầu video, sẽ có công suất là 60W, hoặc là ở công suất thấp nhất, và peak power nó sẽ đạt là 120W và trở kháng sẽ là 6 ohm đấy, và điện 100V. Còn về cách sử dụng cái bộ dàn này thì nó cũng khá đơn giản thôi. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ cùng em sẽ để máy quay xuống và các bác sẽ trải nghiệm luôn. Chúng ta có thể kết nối qua Bluetooth, hoặc các bác phải chơi CD, hoặc các bác có thể chơi qua AirPlay, tùy các bác lựa chọn. Chúng ta có thể kết nối Wi-Fi cho nó, và chúng ta có thể vào trong cái phần phần ứng dụng để chúng ta điều khiển trên app cũng được, hoặc là các bác sẽ sử dụng cổng quang TV thì có cực kỳ nhiều kết nối. Đó, ở đây thì em đang vào Wi-Fi và em có thể kết nối Wi-Fi cho các bác. Còn về cái chọn một cái Wi-Fi của nhà em đi, ở đây rất nhiều Wi-Fi, cực kỳ nhiều. Và khi các bác kết nối Wi-Fi, các bác sẽ chơi ổ cứng, các bác có thể đưa ổ cứng vào trong này và chọn bài hát luôn qua cổng USB. Ở đây thì cổng USB thì các bác chỉ cần đưa nó về USB thôi, các bác sẽ dùng được luôn. Đó, và cái bộ dàn này thì khi mà chúng ta dùng trên khiển zin này, các bác muốn chọn cái chức năng nào chúng ta sẽ đưa về chức năng đó. Khi các bác muốn nghe đài thì các bác sẽ nghe về tuner này, các bác muốn nghe cổng quang chọn optical, hoặc là cổng USB chọn USB, hoặc chọn Bluetooth, hoặc chọn CD, thì tất cả trên khiển nó đã có rồi. Còn chỉnh bass jack, các bác sẽ chọn cho em cái nút SB tông này. Đó, bass jack đây, SB tông. Các bác sẽ có thể chỉnh được phần phần Super Dynamic Bass này. Và đây bật on lên này, hoặc là các bác sẽ chỉnh cho em cái đường bass. Bass các bác để lên bass một chút đi. Đó, bass tăng lên này. Là hoặc chép các bác có thể chỉnh tăng lên này. Đó. Rất nhiều cái để chúng ta lựa chọn. Còn ổ cứng em đã cắm rồi. Các bác chọn về USB này thì nó sẽ load cái ổ cứng của em đang ở trên trên kia. À, đó. Và các bác nhìn thấy không, nó có đề đông này, và bấm tiếp chọn phần trong phần phần Pro folder này thì nó sẽ ra rất nhiều album nhạc đã có sẵn ở đây, hoặc các bác có thể dùng cái app để điều khiển. Đấy, nôm na là như vậy. Ok, và không để các bác chờ lâu hơn nữa, bây giờ em sẽ gửi tới các bác một số bản test nhạc tới từ cái bộ dàn mini đề đông N10 này. Và con nào mà em xin nhắc lại mức giá cho bác có thể biết được mức giá là 12 triệu, em tặng kèm đổi nguồn hỗ trợ bao ship toàn quốc, hàng đầy đủ hộp xốp như vậy. Và bác nào quan tâm muốn mua hàng thì các bác cứ alo trực tiếp qua số hotline là 0964 801 493 các bác nhé. Và bây giờ sẽ mời bác lắng nghe một số bản test nhạc từ bộ đề đông N10 này. Chẳng có
thiên đường bao giờ. Em biết anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Chẳng thể đến với nhau bao giờ.